Tôi biết tính cô rất biết giữ lời hứa, nhưng mà cô thương nó như vậy thì ai mà biết được sau này cô có âm mưu bất chấp mọi thứ thì sao. Bây giờ cô á, thề nếu cô có ý định chiếm lại thằng Sậy thì chính thằng Sậy sẽ bị quả báo, chết bất đắc kỳ tử. Nó là con ruột của anh đó. Nếu cô giữ đúng lời thề thì sẽ không có chuyện gì xảy ra với nó. Mau thề đi. Được, tôi thề. Nếu như tôi có ý định giành lại con, hoặc là muốn nó quay trở về với tôi, thì con tôi sẽ bị quả báo, chết bất đắc kỳ tử. Ông chủ, tôi mua đồ với đón cô Sương rồi. Ủa, Huệ đâu rồi? Tôi đã đuổi về rồi. Nó về dễ vậy hả? Ừ. Ông chủ, cậu bé tỉnh rồi nè ông chủ. Con tỉnh rồi hả? Chú là ai vậy? Ba là ba của con nè. Tuy bây giờ mặt ba hơi già hơn trước một chút, nhưng mà con nhìn kỹ ba đi. Có phải dì Sương nói là con đã nhìn hình cưới của ba mẹ rồi đúng không? Đây là ông ngoại, còn đây là bà nội của con nè. Đây là mẹ, còn đây là cha của con hả mẹ? Ừ. Cha. Kể từ bây giờ ba sẽ không rời xa con nữa. Ê, Huệ kìa.